Chào các bạn, trong video clip hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ Sony, một đầu đĩa Compact Disc CD có model là 228HD. Thì những cái dòng đĩa đầu đĩa của Sony thì chắc hẳn chúng ta ai ai cũng biết rồi, đó là những dòng đọc đĩa rất là tốt và chất âm của nó thể hiện rất là mượt mà và chi tiết, đặc biệt khi chúng ta nghe nhạc vàng. Thì cái đầu đĩa 228HD không phải là phiên bản high-end hoặc là phiên bản quá cao cấp, nhưng mà nó vẫn là phiên bản được rất là được ưa chuộng tại Nhật Bản cũng như trong thị trường hàng nội địa tại Việt Nam. Sử dụng thì rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng đầu Sony, đặc biệt với cái mức giá cái này là 3,5 triệu thì rất là phù hợp cho bạn nào mới tập chơi hoặc là bạn nào có dàn âm thanh nó không quá đẳng cấp, những dàn âm thanh khoảng 30 triệu đổ lại thì chúng ta chơi cái đầu Sony 228HD vẫn rất là đủ rồi. Đây là cái đầu khả năng đọc đĩa rất là tốt, mình chơi rất khá là nhiều đĩa từ những cái loại đĩa đĩa chép, các bạn sẽ thấy đĩa chép này, cho đến những loại đĩa đĩa chợ, đĩa chúng ta mua ở xe đẩy hoặc là những loại đĩa gốc, nó đều đọc rất là nhanh, chuyển bài rất là tốt. Chúng ta thấy nó đọc rất là nhanh, đọc đĩa rất là nhanh. Và con này nó có cái nút layout này nữa để chúng ta có thể chơi thêm qua cái bao, để chúng ta chỉnh lớn nhỏ. Nhiều cái bao nó không có chức năng chỉnh lớn nhỏ trên bao thì chúng ta thể can thiệp bằng cái đầu đĩa Sony này, chúng ta gắn vào cổng variable thì chúng ta chỉnh lớn nhỏ được rất là thuận tiện. Nó còn có cái chức năng xuất ra cái âm thanh kỹ thuật số riêng xuất ra nha các bạn, để ví dụ như chúng ta có cái đầu DAC nào mà loại xịn thì chúng ta có thể biến thành cái đầu Sony này thành cái đầu cơ chúng ta phát. Chúng ta khi chúng ta bấm Digital Output thì nó sẽ sáng cái đèn này. Rồi các bạn, để mình quay phía sau lưng cho các bạn xem luôn nhé. Đây là phía sau của cái đầu Sony 228HD được sản xuất tại Nhật Bản, công suất của nó tiêu thụ 12W. Đây là cái chỗ mà mình nói. Nhưng mà cắm cổng fix này nếu chúng ta chơi qua âm ly, nếu chúng ta chơi qua bao thì chúng ta cắm vô variable để chúng ta chỉnh lớn nhỏ. Và nó có cổng coaxial và optical. Thì cái cổng này nó để cho ra cái âm thanh kỹ thuật số để chúng ta kết nối đến các thiết bị bên như âm ly hoặc là cái đầu giải mã. Chúng ta kết nối tới để ta biến cái này thành đầu cơ. Ok. Bây giờ mình đang cắm dây sẵn, bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử cái chất âm của đầu Sony 228HD nhé. Phượng đỏ thắm sân trường, mùa chia tay giờ lại đến. Dần tuổi thơ dường như có nỗi buồn vu vơ, phượng rơi dài nỗi nhớ, dòng lâu bút trao rồi lời thương ai làm sao nói. Trao tay thầm mong ai đó hiểu lòng nhau, dù bao thương nhớ hãy hẹn mùa sau. Trang xanh chép đầy vần thơ, hồn mơ
thưa lớp. Mùa thì đến nơi rồi, lòng con vương ngàn nỗi nhớ. Mơ mịt quá nếu đời xa xôi, người đi có nhớ về trường xưa. Còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi. Còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi. Còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi. Vâng, thưa các bạn, mình vừa hoàn thành video giới sản phẩm. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên dưới góc trái màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình, hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hồng Audio nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip khác.